từng nâng mũi kém chất lượng, Xuân Ca lại tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ lần thứ hai. Kết quả, diện mạo mới ra sao? Xuân Ca, với tên thật là Võ Ngọc Xuân Ca, sinh năm 2001, nổi lên như một hiện tượng với hàng triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok nhờ những video nhảy bắt trend lôi cuốn cùng nhan sắc thu hút. Thế nhưng mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, Xuân Ca nhận nhiều ý kiến trái chiều, đa phần là những bình luận tiêu cực về ngoại hình khác xa so với những hình ảnh lung linh trên mạng xã hội. Trước những lời bàn tán không hay, thay vì lẩn tránh, Xuân Ca mạnh mẽ đối diện với sự thật và quyết định thẩm mỹ để thay đổi diện mạo của bản thân. Cô chia sẻ rằng, mình luôn cảm thấy tự ti về nhan sắc, đặc biệt là chiếc mũi tẹt, đôi mắt thiếu sắc sảo và mong muốn được cải thiện để trở nên xinh đẹp, tự tin hơn mỗi khi xuất hiện trước mọi người. Theo đó, Xuân Ca từng nâng mũi vài năm trước, tuy nhiên trường hợp của cô do sử dụng chất liệu silicon kém chất lượng nên gây ra tình trạng mũi lệch nhẹ, lộ sống mũi, cánh mũi to bè, đầu mũi thô. Lần này khi sửa sang trùng tu lại, Xuân Ca quyết định nâng mũi cấu trúc để tái tạo toàn diện hình dáng mũi, nhưng sẽ giữ nguyên cánh mũi vì niềm tin vào phong thủy và muốn bảo toàn nét đặc trưng của mình. Cô nàng quan điểm rằng hình dáng cánh mũi có ảnh hưởng đến tài lộc nên mong muốn giữ nguyên đường nét tự nhiên của cánh mũi. Sau khi phẫu thuật, Xuân Ca sở hữu nhan sắc xinh đẹp với phần sống mũi cao thanh thoát, đôi mắt to tròn, khuôn mặt hài hòa. Nhan sắc mới giúp cô nàng TikToker tự tin hơn khi xuất hiện trước mọi người và mở ra nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp. Thời gian gần đây, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc thăng hạng. Bạn cảm thấy ngoại hình mới của Xuân Ca như thế nào? Chia sẻ cùng TV Trends nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.